Mặc dù thời tiết trong ngày 24 tháng 2 trên địa bàn tỉnh đều có mưa nhỏ và rét, tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao nhất cho buổi lễ giao nhận quân, các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để triển khai các phần việc cho buổi lễ. Băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền đã được căng treo trên khắp các tuyến đường cũng như tại vị trí tổ chức buổi lễ. Khánh tiết được trang trí đúng nghi thức quân đội. Ban tổ chức buổi lễ đã phân công, phân nhiệm cho từng thành viên, bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, bảo đảm cho buổi lễ diễn ra đúng thời gian và trang trọng nhất. Tại buổi kiểm tra, đồng chí chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các địa phương phải bố trí khung nhà bạt chắc chắn để tân binh dự lễ không bị ướt nếu thời tiết có mưa. Công tác an ninh trật tự phải được bảo đảm tốt nhất, công tác trang trí phải thật trang trọng nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thanh niên và người nhà trong ngày hội tổng quân. Các địa phương sẽ bố trí vị trí thuận lợi cho người nhà đến đưa tiễn con em mình trước lúc lên đường nhưng không làm ảnh hưởng đến giao thông. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cho đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Buổi lễ giao nhận quân sẽ được diễn ra vào đúng 8 giờ sáng ngày 25 tháng 2 năm 2024 tại tất cả 9 địa phương trên địa bàn toàn tỉnh theo kế hoạch.